Hello, lại là Tuấn Rừng đây anh em. Ngày hôm nay Tuấn Rừng lại tiếp tục đi chỗ bệnh anh em. Đây là cây này người ta làm chổi mọi người, làm chổi không biết có phải hay không chứ mình thấy chắc chắn là cái cây này người ta làm chổi quét nhà đấy mọi người. Ngày hôm nay Tuấn Rừng lại tiếp tục đi chỗ bệnh mọi người, cũng như thường ngày. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tuấn Rừng đi hơi trễ nha mọi người, vì sáng nay Tuấn Rừng bận công việc nên Tuấn Rừng không đi sớm được. Thì với lại ở địa điểm này Tuấn Rừng đánh cũng khoảng 30-40 cái thôi mọi người, nên Tuấn Rừng đi muộn một tí cũng được. Vì sáng nay trời có mưa nên Tuấn Rừng với lại Tuấn Rừng cũng bận việc nên Tuấn Rừng không đi. Mọi người thấy kênh của Tuấn Rừng hay thì nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Tuấn Rừng. Mỗi đăng ký của anh em thì đó là một sự động lực lớn của Tuấn Rừng. Rồi bây giờ thì không làm mất thời gian của anh em nữa, anh em cùng Tuấn Rừng vào ở trên kia mọi người, trên đỉnh kia, rồi vào tự do với Tuấn Rừng xem thử có gì không nha mọi người. Bây giờ thì đi thôi anh em. Đây anh em, Tuấn Rừng đã đến bẫy rồi nha mọi người. Ở kia Tuấn Rừng đánh cái, ở đây đánh một cái mọi người, nhưng dính em chuột thì mình lại mở em chuột nó đi ở đây. Đây nha, đây là bự mình chè trên tình trên kia nha mọi người. Ngày hôm nay Tuấn Rừng lại mang ở đây có 40 cái mọi người, mình hôm nay mình sẽ đánh 40 cái này, và vừa thăm 40 cái nữa mọi người cố gắng theo dõi. Đây, nhiều cái cầu cây đó mọi người, những cái cụ bây giờ mình sẽ đi dò nha mọi người. Đây nhé, lại mình dò từ dưới kia lên đến địa điểm này thì chỉ được một em gà rừng nha mọi người. Ở tít xa dưới kia nha. Rồi Tuấn Rừng cũng dò từ dưới kia lên đây. Lên đây thì ở điểm bẫy này, đố anh em là dính được em gì bên kia nha. Đây. Nói chung mình sẽ lại gần mà quay cho anh em nhé. Đường nào mình cũng sẽ lại mà quay cho anh em xem mà. Đây, lúc trước thì mình tính đào một cái lỗ ở kia, lỗ ở đây mọi người. Mình tính đào lỗ đây nhưng mà đất này nó mềm quá, mình cứ đào là đất nó cứ tuôn xuống mọi người, nên mình không đào nên mình lại đánh ở đây. Đây anh em, đây nha mọi người, đây là cái bầy cuối cùng này. Tuấn Rừng đi dò ở trên kia anh em, từ trên kia đi dò. Còn bây giờ thì Tuấn Rừng xin tạm kẹp video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của Tuấn Rừng. Bye bye mọi người.